bắt bắt một cái này xuống đây được không? Các bạn muốn thay cái anh Teng là dâu cái bằng cái dây cá mập thì cần tháo cái đuôi ra xong rồi lắp cái dây vào. Ở đây nó có một cái dây bắt vào. Xinh vậy kìa. Thôi dẹn được cô nhớ. Mẹ ướt rồi 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 đấy. Rồi. Vừa. Chụp vào là vừa. Có vinh. Đấy, phải tháo rời cả ra. Tủ. Keo này dán tốt, nó ba mở. Ăn à? Cho silicon vào thì nó ấy hơn, nó được bền hơn, nó keo vào. Cái kia nó mỏng này, nước vào là nó bong ngay. Đấy, keo này vào nước mưa thoải mái. Thank you.
ấn mạnh được không? Có xíu ngắn à. Nhìn thì xíu ngắn. Được rồi, vừa bên đấy là vừa không? Anh nhìn xíu ngắn. Được rồi, chặt rồi đây. Nhưng phải giữ một khúc này. Giữ một lúc cho nó keo nó khô. Bên này nó vẫn hở này. Phải giữ một lúc còn được. Kéo xí cúng không?